mình sẽ cắt thử rất là cành rất là to này. Đấy, nhìn này. Đấy, khi mình cắt lên mình muốn giữ quả ấy, thì mình phải thoát giữ cái tay này dưới nhá. Đấy, cái tay nó sẽ kẹp cái quả này. Đấy, là mình nhả ra nhá. Nhả ra thì cành nó sẽ tới đây. Đây này, mình vẫn chưa nhả đâu nhá. Khi mình cắt mình bóp ấy, giữ như này ấy, thì nó sẽ giữ được cái cành kia. Đây mọi người nhìn này. Đấy, và mình nhả tay ở đầu dưới ra thì nó sẽ rơi ra này. Đấy. À, xốp vua cưa kéo dụng cụ bonsai nhé. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì xốp chuyên giới thiệu hai cái dòng kéo cắt cành trên cao, cắt tỉa cành, cắt quả. Thì đây là hai cái mẫu kéo mới nhất mà bền nhất mới ra này, mới xuất hiện. Thì cái kéo này nó thu lại nó là 1m8, quả từ 1m6 đến 1m8, và cái kéo này ấy, nó sẽ rút ra dài được 4m, và cái này rút ra nó sẽ dài 5m nhá, để cho các bác cắt quả, cắt tỉa cành trên cao rất là thuận tiện. Đấy, sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng về cái kéo này. Đấy, đây là hai cái cây kéo mới nhá. Thì đầu tiên là kéo mới này, mình lấy kéo mình cắt cái kim của nó ra. Mấy giờ rồi anh? Đấy, đây nó có một cái lưỡi cưa ở đầu. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cái cách cách lắp cái lưỡi cưa này lên đầu này để cắt cành trên cao, cắt cành cành to. Đấy, và mình nhả cái bao bì của nó ra. Cái kéo này rút ra nó dài 4m nhé, mọi người lưu ý này, 4m và 5m. Thì cái cách sử dụng của cái kéo này ấy, đây, đầu tiên là nó có tay bóp ở dưới và lưỡi ở trên. Đây, tay bóp của nó thì nó có một cái khóa dưới này, mình phải hơi lấy cái tay mình bóp vào đây một tí và mình đẩy cái khóa này ra nhé, bóp vào tay tí và đẩy khóa ra. Đấy, thì mình sẽ mở cái này ra, mở được cái tay này ra thì cái lưỡi kia nó đã mở ra rồi nhá. Đấy, và mình bóp thử này, bóp thì cái lưỡi nó sẽ chạy này. Đấy, cứ như này thì mình đã là cắt được rồi nhá. Mọi người lưu ý cái cách sử dụng nhá. Đấy, và bây giờ mình đã cắt được rồi, và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cái cách là thao tác là rút ra. Thì trên cái thân kéo này nó có hai cái chốt. Đấy, mình muốn dài ra ấy, mình có thể ấn chỗ nào cũng được mà, cái là nó cũng dễ thôi, không phải cần phải là cố định là chỗ nào. Thì đầu tiên mình cứ rút cái chỗ này ra, khi mình muốn rút ra này, ấn này và mình rút ra này. Đấy, rút ra. Thì ở trên cái thân tuyếp này nó có các cái lỗ này, các cái lỗ chốt này. Khi mình muốn sử dụng dài ngắn tùy ý nhá, thì đây cái chốt này mình phải lúc nào mình tay phải giữ vào cái này, để mình muốn rút ra dài hoặc là mình muốn cắt ấy, thì mình phải đưa cái chốt này nó vào đúng cái lỗ này nhá. Đây, bình thường như này nó chưa vào rồi nhá, mình cứ ấn tự nó sẽ mắc. Đấy, khi nó mắc vào cái chốt này mình mới cắt được nhá, còn nó chưa mắc vào cái chốt này thì mọi người chưa cắt được đâu nhá. Đấy, đây là cách thao tác sử dụng này. Đấy, như này là nó đã rất là dài rồi nhá. Và tiếp theo là cái mình muốn dài nữa này, thì mình lại ấn tiếp một cái chốt dưới. Rồi, ấn chốt dưới xong mình rút ra này, ấn này, rút này. Thì ở cái thanh này ấy, thì nó lại không nhiều lỗ như cái thanh kia, mà nó chỉ có hai lỗ thôi. Trên này nó có một lỗ, dưới là nó có một lỗ. Đấy, nhìn nó có cái lỗ ở dưới này. Mình cũng phải ấn cho nó cái chốt này nó ăn vào cái lỗ này nhá. Đây, mình cứ ấn là tự nó mắc này. Đấy, nó kêu vào đến tay một cái. Đấy, thì mình sẽ được cái cây kéo là dài 4m này. Và mình bóp. Bóp như này là cái lưỡi nó chạy đi chạy lại ấy, thì mình đã cắt được rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cắt thử. Cắt thử cho mọi người xem nhá. Cắt quả nó sẽ giữ được cả cuống cả quả luôn nhá. Đây, mình sẽ cắt thử rất là cành rất là to này. Đấy, nhìn này. Đấy, khi mình cắt lên mình muốn giữ quả ấy, thì mình phải thoát giữ cái tay này dưới nhá. Đấy, cái tay nó
mình nhả ra nhá. Nhả ra thì cành nó sẽ thế này. Đây này, mình vẫn chưa nhả đâu nhá. Khi mình cắt mình bóp ấy, giữ như này ấy, thì nó sẽ giữ được cái cành kia. Đây mọi người nhìn này. Đấy, và mình nhả tay ở đầu dưới ra thì nó sẽ rơi ra này. Đấy. Mình sẽ test thử cho mọi người. Đây là. Đấy, cành này rất là to nhưng mà cắt rất là nhẹ nhàng. Cắt thì nó sẽ kẹp những cái cành một cái quả trên cao nhé. Đây các bác có thể chú ý nhìn luôn ở đây là chỗ gần nhất nhá, của lưỡi kéo nhá. Đây. Đây các bác nhìn này. Đây các bác nhìn nha, nhìn cái lưỡi kéo này. Khi bóp mà sẽ cắt. Đấy, nó sẽ giữ như thế này. Nó sẽ giữ cái cuống. Các bác lưu ý là cái phần cuống nhá, cái phần giữ muốn giữ lại thì là phải ở phần ngoài và ăn với phần nhựa. Đấy, khi nhả ra nó sẽ rơi như thế. Đấy. Và bây giờ này là nó hiện tại là tốt bền nhất thị trường hiện nay đấy. Các bác nào có cần lấy xì lấy lẻ nhá, các bác cứ xin liên hệ ngay với Sơn nhá. Và ngoài ra ấy, tốt mình còn tư vấn về cách sửa chữa các cái kéo này nhá. Không có một cái shop nào mà dám tư vấn về cái cách sửa chữa cái này nhá. Mình sẽ từ khi cái kéo của mọi người nó bị trục trặc bất cứ một cái vấn đề gì ấy thì mọi người kết bạn Zalo này, mình sẽ hướng dẫn cái cách sửa chữa luôn tại nhà nhé, mà có thể mình không cần mang đi, trừ những cái hỏng nặng quá thì mình gửi về đây thì mình sẽ chữa lại cho các bạn nó như mới luôn. Đấy, mình cam đoan là mình sẽ chữa các cái này cho nó, mọi người cho nó ngon lành khi mua các cái sản phẩm ở bên shop mình nhé. Rồi, vậy bác nào có nhu cầu về hai cái dòng sản phẩm kéo 4m và 5m này thì dòng kéo cắt cành hai quả này có thể liên hệ với shop của bên em qua số điện thoại phía dưới video hoặc là truy cập website kéo cành.vn để được biết chi tiết và các giá thành của sản phẩm này, và nhớ đăng ký kênh dụng cụ Vua Dụng Cụ Bonsai Huệ Bôn nhé, để được theo dõi những cái dòng sản phẩm mới nhất ở trên thị trường, hỗ trợ về dụng cụ làm vườn và dụng cụ bonsai. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.